đi đâu rồi? Phải đi đâu? Đi đâu? Đi đi. Đi con lá. Mình đi ăn nào không? Ngồi xuống đây rửa tay. Con chỉ cho. Ơi, con rửa đi. Hôm qua con ngủ ngon không? Đó. Để mẹ giặt mẹ vào mẹ phơi nè. Con giặt. Con dài rồi đấy. Ông con đưa kẹo mẹ. Rồi để mẹ cắt, ngồi yên đi. Con cắt đó, đầu đó. Em nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Đây là chai này nè. Cho cháu mẹ nè. Ngước mặt này xem nào. Đẹp trai rồi. Rồi, đẹp trai rồi. Rồi, đi. Đi, lần ra cho cháu mẹ đi. Số 1 này. Này. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 Nào con hạ luôn này.
ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Yeah.
nấu cơm con ăn nhá. Mẹ đang làm cái ghế, con ngồi cái giường cái bàn. Không, không đánh được. Con giữ mẹ. Con giữ mẹ nhá. Con giữ mẹ. Để xem xem. Mở mẹ làm gì đấy mẹ? Làm đi. Vâng. Mở mẹ nè. Không đùa đâu. Chị đang.
Mình làm ở dưới sóng để nẹp thì chắc là ngon. Đưa mày nào, đưa mày để mày làm. Con ôm mẹ nhiều ra đời ta chưa, mẹ ơi con yêu, mẹ yêu con lắm, có gì mẹ buồn, có thể mẹ bên mà cháu mẹ mẹ hơn đi. Thank you.
cái mẹ. Mẹ giỏi quá mẹ. Con gái yêu của mẹ. Mẹ giỏi á. Mẹ muốn ăn lên con này. Con bê tóc. Ghế cho em. Mẹ làm giường cho chó. Mẹ làm ghế cho mày à? Yeah.
này đi nấu cơm. Cầm đi vào. Con đòi chưa? Thank you.
Cái con nhá. Ừ. Rồi nào. Ừ. Ngon á. Cho mẹ chặt tóc của con nè. Đây rồi. Chân sao đi. Từ đó con. Con đang hơi lên cạn mày đi lấy con rồi hả? Nè, nó lên. Chưa mày lấy ra rồi. Nó ăn cắn. Xuống nhà, xuống nhóc. Đi ăn cơm nhá. Đi đi ăn đi. Đi ăn. Ăn cơm nhá. Ăn cơm giỏi nhá. Đi đi ăn đi. Con ăn xong chưa? Chưa. Mình xách bát nha.